Không, đừng để anh, để anh, để bác ăn ơi, để bác ăn ơi. Bác ăn ơi. Con này bự hát. Để bác. Có lý quá. Để bác. Ồ, im rồi. Kìa, này kìa. Này kìa. Các bạn ơi, cái này cá chê, này kêu cá chê. Chê cái này kia đó. Chú này chê trắng đó. Chú chê trắng đó. Lấy xôi cho lên bàn. Trắng. Không, về đây. Nữa hả? Đâu? Trời ơi, con ly quá Phúc ơi, Phúc. Được ha. Con ly quá Phúc ơi. Đúng cái cần luôn. Cá chê nữa đó, nhìn cái thứ cái chê. Con ly quá, rồi. Ồ, ngập cần câu luôn kìa. Rồi, ngập luôn. Rồi, cá chê, cái này cá chê mà. Hả? Trời ơi. Thằng này cắm cực quá, thằng này nước chưa lên. Mặt tiền quyền công không tới, nhớ không tới. Nhớ không tới. Đổi ra. À, còn luôn. Cô lý quá vậy ta ơi. Lý quá Phúc ơi nè. Lát. Vô rồi. Có lúa rồi. Kìa Phúc ơi. Cô lý quá Phúc ơi. Cô lý quá Phúc ơi. Rồi. Nè nè, phải khai cộng khăn. Anh dở. Cô lý quá. Cô lý quá Phúc ơi. Cái chê đó, cái gông đó, gông đó. Đó. Quá bự, cái chê bự quá. Bự quá bự ơi. Kìa. Quá chi đã đã rồi các bạn ơi. Quá vô. Quá hết biết cá chê. Biết cá chê Phúc ơi. Rồi đây. Quá đông được, giật đông được con. Được con, giật. Quá gì đã con cá chê ngon rồi Phúc ơi, Phúc. Đã quá Phúc ơi. Đã quá Phúc ơi. Lên. Vô rồi. Vô. Cô lý quá, đừng có cái bạn cái căng. Rồi. Nè nè nè. Thôi đã quá Phúc ơi. Ủa, tao đâu có ngờ dính dữ vậy đâu, tháng này tháng đầu mùa mà. Đầu mùa. Chê nữa nè, cá chê nữa rồi. Nè, thấy không? Rồi, chào Hiếu Thuận, chào đại đình mình nha. Bữa nay mình đi cắm câu cá chê các bạn ơi. Ở nhà vợ, biết là vợ đó, cái mặt cái chầm hoài cũng chán rồi. Mình đi cắm câu trốn vợ mẹ ra rồi đi. Thấy không? Nếu mà có cá thì mình quay clip cho các bạn xem. Còn không có cá thì mình quay clip hay các bạn. Tại vì cả năm nay mới cắm lại, không biết mùa này có cá chưa nữa. Thì bữa nay mình với Nguyễn Phúc với Trần Khang. Trần Khang theo hỗ trợ tôm câu. Đây mình cắm trong clip chuối các bạn ơi. Rồi đi. Ủa, không thấy đường. Đếm câu thấy cũng ớn quá các bạn ơi. Anh cảm trọng đi. Đi. Cấm này nha các bạn. Cấm à. Rồi giờ mình với tư lúa là cấm chung hổ không nghe các bạn. Rồi. Dính. Nó. Bu lại ăn con. Rồi. Chú trên bé rồi. Để cái này đó nó rồi. Được không? Ừ. Không có thấy đường, móc trùng khó móc quá. Trùng nó hơi nhỏ ha. Mà con dài ngon rồi ơi. Ờ không có mũi. Trời ơi, tối chút xíu mũi dư la dữ dằn lắm Khang ơi. Ừ, sang lên đi, tối xả xuống. Mũi dữ lắm. Mũi dữ lắm con. Năm rồi bác cái tư lúa đi cắm. Của bà ơi, mũi bu. Không, chút rồi đâu rồi, có đâu trống không Khang? Rồi tới Khang ơi, rồi mình cuốn câu các bạn ơi, im gu và gù rồi cuốn một đó đâu Khang. Bên đây cũng vậy luôn, còn mọi cái nguyên
lúc này cá chưa vô các bạn ơi. Móc rồi luôn con. Móc hả? Không muốn móc đâu. Gỡ chùm ra. Đây. Còn. Cái dính này gà dính không? Đâu đâu. Ờ có lý quá Khang ơi, có lý quá. Khang từ 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 để bác, để bác, để bác. Để bác, để bác là con không biết nắm con nắm nó vô ạ. Ờ im quá. Im quá. Con biết móc không Khang? Mấy cái cần không có lựa, không có trùng được con biết móc. Nghe. Nó trùng thì dễ lắm. Lý nghe. Cá chê. Nhỏ vậy nè. Nhỏ vậy nè. Đó. Yeah. Lên bờ luôn đi. Bờ luôn đi. Là phóng đầu tiên. Quá im luôn các bạn ơi. Đây, ngồi xuống đây Khang. Để làm cái kia, làm cái mô hình làm kỷ niệm coi. Nè, yeah, thấy không? Để lại đi. Con gãy được không? Bỏ bỏ lại xô đi anh ơi, bỏ lại xô đi khỏi gãy. Đây vậy đó. Đó gì đó, à, rồi cho nó cầm xô, okay, cầm câu luôn rồi được rồi. Rồi ok, nó cầm gì đó. Đứt ba cái lưỡi rồi. Chuột hả? À, chuột rồi mất rồi luôn. Đứt luôn rồi. Đứt luôn hả? Vậy là chút xíu. Ồ, chút xíu nữa là chuột à. Chuột, chuột cái cây. Chuột cái đầu, chuột cái đầu. Tại mình mua câu, câu chợ, dở quá. À, chuột cái đầu. Mất rồi rồi, mà không có cá. Mình câu nghe đường nước lên nó ngon không? Mấy đường nước... nó chập chờn nước có nước thì nó cá nó bò nó ăn. Mình cảm thấy đường trường này khó dính lắm. Cũng mắc mồi không có cá luôn. Rồi, tới. Nè đàn ăn xuống. Đàn ăn đụng cái đàn ăn phúc sáng không bằng đàn phúc phúc rồi. Đàn nó xuống rồi, lâu quá nó xuống. Lâu rồi mấy năm rồi. Không thấy được móc câu ta. Quá. Rồi rồi Phúc. Dĩ đâu Phúc? Đừng để anh, để anh, để anh, để anh, để anh, để anh, để chú để bác ăn ơi, để bác ăn ơi. Bác ăn ơi. Con này bự hết. Để bác, để bác. Có lý quá. Để bác. Ồ, im rồi. Kìa nó nẹt kìa. Nẹt kìa. Các bạn ơi, cái này cá chê, nẹt kêu cá chê. Chê. Chê nẹt kìa đó. Chúng này trắng. Chúng trắng đó. Vô. Lấy xôi, lấy xôi, tôi lên đầu. Chắn. Không. Đánh luôn mất hả? Cầm gì nè, thả nó gãy câu bỏ chứ con không có cầm cái kiểu khác được. Ừ. Nè, cầm luôn cao cao đi. Không có chê nó nóc luôn nè. Ừ. Đó. Cầm gì luôn á. Được không mua được thôi, để bắt nhỏ nó câu luôn cho con, không, nó nhảy cái ghi ra, cái xôi này nhỏ quá. Ừ. Cứ đưa cặp má chuyện nhảy, con đưa cái đó chuyện nhảy xong là gọi đó. Để. Còn mồi mà không có cá. Cái này mình thăm cũng ăn ha. Thăm cũng sớm quá. Sớm, ừ. 8 giờ 8 rưỡi lắm thôi. Thường thường nếu như mà thăm thì để khoảng phải có con á, sợ con về trễ rồi. Để khoảng 10 giờ thăm, 10 giờ thăm là được vừa. Thăm mồi mà không có cá thử rồi. Ừ. Kỳ thiệt thôi. Ồ, cái đèn có bắt xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, đèn luôn rồi nè. Mới đúng rồi, đúng rồi. Không phải đường, nấp một cái đây. Nữa hả? Đâu? Trời ơi, con ly quá Phúc ơi, Phúc. Được ha, được ha. Con ly quá Phúc ơi. Cá chê nữa đó, nhìn cái tứ cái cá chê. Con ly quá, con ly quá rồi. Ồ, ngập một câu luôn kìa. Ôi, ngập luôn. Ơi, cá chê, cái này cá chê mà. Hả? Trời ơi. Tháng này cắm cực quá, tháng này nước chưa lên. Mặt tiền quyền cầu không tới, nhớ không tới. Nhớ không tới. Đổi ra. À, con bự. Con lý quá vậy ta ơi. Lý quá Phúc ơi nè. Lát. Vô. Vô rồi. Có lúa rồi, có lúa rồi. Mày không bị gỡ cái luôn đi. Thôi con xách xô đi, để gì nó quắn nhợ. À, vậy gỡ được không? Thế, nó gỡ nó nhảy ra kìa Phúc ơi kìa. Coi chừng nó đâm rồi đó. Để không biết gỡ đi, bắt gỡ cho. Để bắt thận gỡ cho. Nó để cá làm đó đi, để cá làm đó bắt gỡ nè. Đâu còn phải gỡ gì đâu. Bằng lúc chứ muốn chút mà. Để giờ không biết gỡ. Nắm đi nè. Để chứ không câu. Đừng có gỡ đó. Đừng có gỡ. 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 Đừ
nào để gãi cho chỉ con học thôi. Rồi đừng có gãi, gãi gãi hăng con rồi chắc chắn là cầm cái kiểu đó là giỏi. Ừ. Chắc ăn là có nó cầu dính dục độc thiệt chứ con lý quá ta. Rồi rồi một chú con lý quá để đại con ở trong đó đi. Đại đại đi ra, đại ra không có đâu, này này con có gọi điện cái bác con gọi con lý quá vậy ta. Đồng mua mà không mua mà vô mạnh này, vô mạnh này đủ thôn hậu rồi nha. Đồng mua mà về có lý rồi à, có lý quá. Con để cái con gần gần cái mưa những cái thoát ngay ngay Khang ơi. Không có không? Con đi gặp bác mưa chứ đừng có đi giữa đừng gặp bác mưa nhảy ra uổng lắm mà Khang. Thôi đi bác nhổ chưa? Làm cá đi. Để cái xô nhỏ quá. Đi về giữa đi. Đi về giữa đi. Nhổ ra. Ủa, hôm nay có gấp từ từ đi. Ngày sớm quá mà. Từ này hơi xa hả? Đấy, cấm từ này hơi xa. Cô lý quá. Ủa, các bạn. Nó giật xuống thấy thấy ham lên trời. Ừ. Cá chê là vậy đó, cá chê làm dữ lắm. Mất tiêu còn câu luôn. Chê này dữ lắm. Bên đây chưa, bên đây ăn mà nó không dính à. Ăn mồi á, hết mồi. Vì chắc cá nó dễ nè. Bây giờ vậy nè, nè Khang Khang. Đây nè, giờ dưới nó gọn. Rồi con cầm ăn đây nè. Cầm đi. Rồi con bác. Không, bác cái nhỏ câu ra, con đi bà đi giữa đấy đây. Được không? Được. Nè nè. Cầm cầm cái kiểu đó dơ quần á. Cầm bằng tay bình thường. Cầm bằng tay bình thường được rồi. Cầm bằng tay bình thường á. Thôi nhặt cái đó chưa? Để nó dính vô dơ quần. Con đưa cái đèn đó cho bác ha. Cái này đi. Đèn nào còn được chứ. Đèn của bác khi bác chào đèn bác lâu rồi lắm rồi. Con gì dính gì á, lội lội con. Đâu? Mới thấy lội trên lá rồi. Rồi con đi giữa clip đi. Bên này làm nghi cá nó chưa vô. Ừ. Dính rồi kìa, Phúc ơi. Có lý quá Phúc ơi. Có lý quá Phúc ơi. Rồi. Nè nè, Khang cộng Khang. Anh làm giật, anh dở. Có lý quá. Có lý quá Phúc ơi, cá chê đó, gâu đó, gâu đó. Gâu đó. Đó. Quá bự, cá chê bự quá. Bự quá bự rồi. Kìa. Quá chê đã rồi các bạn ơi. Quá vô. Quá hết biết cá chê. Biết cá chê Phúc ơi. Rồi đây. Quá đông được, giật đông được con. Được con, giật. Quá gì để con cá chê ngon rồi, Phúc ơi, Phúc. Đã quá Phúc ơi. Nó lai lai vàng vàng. Đã quá Phúc ơi. Lên. Đã quá Phúc ơi. Bỏ đại vô đây luôn đi. Vậy là con kia gỡ ra đi, con nhỏ gỡ ra đi. Chúng vô lấy cái xô khác đi Phúc ơi. Xô bự hơn hả? Bự hơn đi Phúc ơi. Quá cho đẻ đã rồi, đúng rồi, cá chê này ngon. Quá xá đã rồi các bạn ơi. Bự nè. Nè. Bự hơn mấy con kia ô. Ô bọc trứng. Ừ. Đó con này nè. Dính nè, dính vô phân sảy nè Phúc. Dính vô cái gâu nè. Ừ. Quá xa lại đã. Quá xa lại đã các bạn ơi. Có cái nào ngu bằng này. Móc vô quần rồi. Móc vô quần rồi. Cầm kiểu kia. Quá xa lại đã. Con dao cầm sơn cầm vô. Nè, con cầm vô đi. Chết mày nhảy. Chua. Được cái xô nhỏ quá. Chưa gỡ nha. Thôi là chưa gỡ quá. Để vô lấy cái xô bự hơn. À, chú vô nhà anh bỏ câu vô nhà đi quá nè cầm em đó. Ô cá chê này quá cái lẽ ngon à Phúc ơi. Ừ. Này con cầm hay gì con cầm đi đi giữa clip đi để nhảy ra à lý quá con đó là không có thấy cái cần câu luôn á im quá Phúc ơi. Hả? Đi đâu vui vui. Vô vui vui. Cô lý quá, đừng có đi cái bạn cái căng. Rồi. Nè nè nè. Thôi đã quá Phúc ơi.
Ủa tao đâu ngờ dính dữ vậy đâu, tháng này tháng đầu mùa mà. Đầu mùa vô. Đầu mùa. Chê lắm. Chê nữa nè, cá chê nữa rồi. Nè thấy không? Ừ. Wow, quá hay mà. Thôi thôi cầm luôn đi, cầm đi, chút cái này lỗi cái chỗ khác đi. Ra ngoài đi. Rồi, từ từ từ. Quá chi để mà đã. Quậy hồi dầu đây, có gặp. Ừ. Đồ lỡ qua, bỏ qua hết nha. Bỏ qua đi. Hôm nay mà người... Vì... Nó không ngờ dính ta. Hôm nay có đồ nhâm nhi rồi. Không, tại vì hồi chiều mưa anh. Em mưa. Em nghi lắm á. Tại chiều mưa là tối này cá nó vô rồi. Cái cô con này là nãy là quần mút cái quần câu luôn rồi. Rồi đây hai ba con nữa, ba con nó năm con, năm con hay năm con, năm con. Vô vô ba con này với hai con kia là năm. Cái thằng ngon quá. Đã bằng con đó đâu, con đó mới ngon á. Đây. Rồi. Rồi. Không bỏ số bự bự nhà đi. Bỏ số bự nhà đi. Bỏ số bự nhà đi. Đó, để đem theo đi con ạ. Để theo luôn đi cũng được. Để theo luôn đi. Mà nó có rồi sao không? Rồi, qua đây coi sao. Kìa, yeah, nhiệt nước rồi Phúc ơi. Để lên, để lên, để lên, để lên. Đó, đó. Đây, 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 đây. Cá lóc, cá lóc. Đường nước nhỏ vậy mà nó vô nè. Nhỏ nè. Cái mình đổi mưa các bạn, mình qua mưa khác các bạn ơi. Lóc. Lóc, lóc. Còn cái này gỡ an toàn nè. Cá lóc nè. Có mồi nhâm nhi vậy? Quá các bạn ơi. Có mồi nhâm nhi vậy anh Phúc? Ừ. Nè, nhiều nè các bạn ơi. Ủa. Con ký vậy đó. Trời ơi, trời ơi. Trên ký rồi. Trên ký hả? Trên ký rồi. Để trên trên đó đi. Ừ, ừ. Đây, rồi rồi. Vô lấy. Tại nó hết pin nè. Đây hết pin nè. Có không? Vô đây có không? U da cây mắc cỡ đâm cái chân. Mắc cỡ, mắc cỡ á. Sướng. Đâm cái chân mà sướng. Nè Khang, con cầm cái câu đó Khang. Cầm cái này nè. Ừ, vậy đó. Cầm được cái chân. Ồ, có lý vậy ta. Còn trước nó sao. Có lý vậy chắc mời các mời cắm ngựa quá. Không dính. Không dính thì lụm cái chân. Lụm. Lụm cái chân thôi. À. Thấy cái hàm có cam từ trước còn sao nè ha. Chưa hả? Nguyên ha. Cái đó nó ăn mồi không anh thử? Còn mồi, còn mồi thế nè. Còn mồi thế nè. Ừ. Mồi. Có gì vậy mồi thế rồi. Từ đó mấy chín giờ ra thăm với chín điều. Anh Phúc. Ừ. Nước kìa. Ok. Đâu đâu. Cần không à? Cần không. Con cầm cái đàn quà cầm thứ mà cầm gì lộng xộng hay gì khác. Cầm cầm lại cái này. Cầm cái nào kiểu không? Cầm đây đang cầm cái này đây như. Cái này gần hết mồi nãy hay gì nè. À hết mồi. Con cầm kiểu nào kiểu không á, không có câu. Nè. Cái mương này thấy chứ không im. Ừ. Ủa im quá trời ơi, vẫn im quá Phúc ơi. Mương này cá không vô. Cắm cho được. Thì mới cắm bữa đầu tiên mà cái năm nay đâu có cắm đâu. Cắm mới cắm bữa đầu tiên à. Đâu có biết đâu. Này không có. Có qua bầu chuối này mới có con này. Mấy chỗ này thì có này mới có lỗ. Dính này. Dính đâu Phúc ơi, dính ơi. Dính đâu Phúc ơi. Con lý Phúc ơi. Nè, không biết cái gì này, tại bịch quá nó quắn nó nôi nè, nó nhím cái kìa, không biết thấy không? Không biết, không biết cái gì nè, tao cứ câu luôn nè. Cái gì ta? Cái chê cái gì bố ơi, giống hay cái chê à? Cái chê. Chê 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 chê. Chê chê các bạn ơi. Chê chê cái nè, bố ơi. Ôi. Quá đã bố ơi. Quá đã, quá đã, quá đã rồi các bạn ơi. Vô rồi các bạn ơi. Quá không quá mê ta. Để đây cho nó im. Để em cái chụp cái đầu nó mình gỡ luôn. Mương bên mình nó thúi nè, mương này nó thúi nè, bởi cá chê hơi đen nè. Ừ. Nhìn quá. Ồ, cái chê đó giờ có nghe trắng vàng đâu mà ta. Có. Cá chê lai. Dở cá chê này cá chê trắng nhưng mà nó không biết sao nó ở nước ở mương này nó thúi nè. Nó thúi nè, nó hơi đen nè con. Mấy mương kia nó nước nó không có thúi trắng. Ôi ôi. Trời ơi, chúng mánh dữ vậy ta. Ừ,
Đằng này nè. Dưới này giờ mất thêm câu rồi. Thầy Khang. Khang Khang. Ồ, vụt anh ơi kìa. Ê, dính rồi, dính rồi. Con bự lắm. Quá đã rồi. Okay. Quá đã rồi. Ôi trời ơi, quá đã rồi. Ôi. Quá đã, quốc quốc kìa, kìa. Ôi trời ơi. Ôi. Quá mê các bạn ơi. Quá mê các bạn ơi. Mê các bạn ơi. Hồi nãy mà xếp cái xô vàng dính rồi mà đừng không đủ không hết rồi cái đồng lấy cái xô đen các bạn ơi. Xô đen xô bự hơn. Đổi cái xô bự chút các bạn ơi. Ê, hồi nãy mình đựng thêm xô vàng là coi như là nhảy. Cái này là có không nhiều mà nó đi hết trơn. Quá khỏe phúc ơi. Quá lưỡi luôn hả? Má ham quá ham người ta. Ừ, ai cầm rồi cảm ơn rồi. Ừ, bắt ham quá ham ra. Ai cầm rồi cảm ơn rồi. Ừ, chỗ này dắt mười cấp nửa quá. Mười quá các bạn ơi. Rồi không sao, nước cũng bình nè. Này nói cam xuống, cam qua đây ăn thấy hiu rồi nè. Đây thấy sâu quá. Qua cái kinh khác nữa các bạn ơi. Này cái câu nó nằm gì kìa. Không. Rồi thế này còn mồi. Còn mồi luôn không anh. Trời ơi, mê thiệt chứ. Chứ. Không mình biết thế rồi, vậy là mốt mình cấm mà. Được rồi, mà cá vô rồi, cá về. Nếu mà cấm bữa nay phải 3-4 ngày sau mới cấm được. Ừ. Cấm mừng khác. Vô thêm nữa. Cấm mừng khác. Ừ, còn mới cấm mừng khác. Điên quá các bạn ơi. Còn xin cho bên đây dính nữa đi. Nó dính chừng 2 con đó. Rồi đã mà biết thế, cá nó ở mương nào. Hết bò này nó quăng. Cái mương này nó không im. Đó. Hút sâu quá. Con mồi, con mồi thinh hồi đó em nhớ là mương này là có nó cạn chưa múc á. Cắm dính dữ lắm luôn á. Đó, rồi tao từ lúa cắm. Ừ. Dữ lắm. Giờ múc lên là nó sâu quá nè. Dính nó kìa Phúc ơi, dính nó kìa Phúc ơi. Có lý rồi Phúc ơi, đó kìa Phúc ơi. Trúng rồi. Bữa nay trúng rồi bà. Đâu, con đâu. Ơi. Cá chê nữa, nhìn cái tướng nó quạt câu là biết rồi. Ơi, cái câu chuyên nghiệp mà. Nó quạt là biết rồi. Thấy không, nãy người bên kia nói cái lóc thấy không? Ừ. Cái lóc nó lòi vô khác, cái chê lòi vô khác. Một, còn có chê này. Chê này nhỏ quá. Chê này đang vừa nuôi vậy. Rồi. Im quá im. Im quá im. Cái này là bự nè. Rồi vậy cái là dính vô tay, cái là dính đòn. Im quá im các bạn ơi. Bạn ơi. Rồi nửa xô cá rồi. 2 kg rồi đó Phúc. Ừ. Ngon quá ngon. Ngon quá các bạn ơi. Không thấy đường thấy xá vô móc con câu vô chân trời. Gần hết mương này mới được. Gần hết mương này mới hết công. Quá im rồi. Quá im rồi. Phải có canh rồi hả? Quá im rồi. Hết còn câu rồi. Bắt đứng cái kia này bắt nhìn ra ngoài kia thử còn ngon. Quá im rồi. Như là còn cần hết. Cần tới ngoài. Kìa đây ra, đang cần rồi. Đây cần ngoài kia nữa. Ngoài kia. Quá im rồi. Dính vậy hay gì đó mà. Không phải. Chắc là con nhái á. Không phải vậy. Rồi. Hết câu các bạn ơi. Vô làm mấy con cá ăn. Vô chậm tôm cá luôn hay ngoài này. Vô chậm tôm cá luôn. Ừ. Rồi hết câu các bạn ơi. Thì mình đi vô. Mày hết câu rồi tuốt con này. Ừ. Rồi. Cầm cái này 2 kg các bạn ơi, mình cuốn hết câu rồi các bạn. Bây giờ mình lội cũng vô gần tới nhà rồi, bây giờ mình báo cá với các bạn nha. Cái này chắc không mà. Chắc không. 9 con à. 9 con. Trên chục. 9 con à. Cái này. 9 con mà trên chục rồi. Không, cái này chắc cũng có cái chục à. Trên chục. Cái chục ha. Trên chục. Ừ. Tại đây còn mấy 6-7 con rồi, qua đây 10 dính 2 con. 10 dính 2-3. 13 con, ba con mà dựng ba ăn con là 4 con, mười mấy con. Cái này cũng 2 kg các bạn,
2 ký 2 ký mấy à. Rồi cái này cũng khen Nguyễn Khang chặn Khang chặn về bên sông nữa các bạn ơi, về bên Sóc Trăng đi đò qua chợ đò người ta ngủ người ta không đưa, thành ra mình không có không có chế biến món các bạn. Đúng cái này gặp ngày xưa mình với tư lúa là mình nấu cháo nữa rồi. Ngày xưa năm rồi đó là mình với tư lúa cắm hay nấu cháo khuya lắm. Bây giờ có chặn Khang nên đi mắc về bên sông, thành ra mình không có nấu cháo. Thì thôi chắc mình có thể là mình kết thúc video tại đây, tại gia đình đây. Thì trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận và Nguyễn Phúc với Trần Khang thì xin chúc đại gia đình mình một buổi tối nhiều sức khỏe, hạnh phúc, quả báo bên gia đình ha. Trong lúc xem video có nhiều nụ cười trên môi. Hiếu Thuận, Trần Khang, Nguyễn Phúc xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo cả nhà ơi. Dạ, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà xem video khỏe. Rồi quay cá không? Báo cá coi. Quay cá cái rồi. Vô. Cá quá trời ngon các bạn ơi. Tủng quá trời.